Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Mô hình đảng trị nhưng tráng men bằng đức trị và pháp trị. Ngày 29 tháng 2, blog Lê Quốc Quân trên VOA có bài bàn thêm về mô hình đảng trị hiện nay. Đây là bài viết phân tích về mô hình chính trị Việt Nam hiện nay. Khi đảng Cộng sản sử dụng lõi đảng trị để cai trị đất nước nhưng lại tráng men bên ngoài bằng cả đức trị và pháp trị. Tác giả cho biết, đức trị gắn liền với Nho giáo, đứng đầu là Khổng Tử, còn pháp trị có nguồn gốc từ trường phái Pháp gia Trung Quốc, đứng đầu là Hàn Phi. Các học thuyết này đã được áp dụng trở thành một phần trong cơ cấu xã hội và lối sống của người dân Trung Quốc và Việt Nam trong suốt nhiều ngàn năm qua, cho nên hiện nay xã hội vẫn bị ảnh hưởng sâu sắc của nó. Hình ảnh bài trên blog Lê Quốc Quân. Tác giả phân tích về bản chất học thuyết pháp trị của Hàn Phi đang tiếp tục tham gia vào củng cố quyền uy của chế độ Cộng sản bằng việc làm cho người ta sợ. Tập Cận Bình đã củng cố quyền lực bằng cách đi giữa Mao và Đặng, nhặt nhạnh kết hợp giữa Pháp gia và Nho gia để xác định tính chính danh lãnh đạo của mình, hầu tạo ra một không gian rộng hơn, quyền lực tuyệt đối hơn. Điều đó vừa đáp ứng được nhu cầu khát khao điều tốt của trường phái đức trị, lại vừa tạo ra sợ hãi vừa đủ của những người theo Pháp gia. Bởi vậy, khi các nhà lãnh đạo như Tập Cận Bình hay Nguyễn Phú Trọng lên tiếng nói về đức trị, pháp trị và cả sự kết hợp hai trường phái trong việc quản trị quốc gia, thì nhận được sự đồng vọng của một số đông dân chúng. Theo tác giả, trong xã hội pháp trị, chuyên chế trung ương tập quyền, thì vua chính là luật pháp. Hàn Phi từng khẳng định mệnh lệnh của vua là quan trọng nhất, và pháp luật không thể chu toàn cả công và tư. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng cho rằng cương lĩnh của đảng là quan trọng nhất, đứng trên cả hiến pháp. Ở Việt Nam và Trung Quốc đang có một ông vua tập thể là bộ chính trị của đảng Cộng sản, tác giả tạm gọi là vua đảng. Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình có mối quan hệ mật thiết do sự tương đồng giữa hai đảng. Đảng làm ra luật pháp, thực hiện luật pháp và giải thích luật pháp. Công việc của cả ba nhánh, lập pháp, hành pháp và tư pháp. Tác giả nhắc đến các triết gia, các nhà tư tưởng lớn ở thời kỳ khai sáng như John Locke, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau. Nhờ họ mà cả thế giới dần dần chuyển sang một hình thức phát triển mới. Các cuộc cách mạng cùng chủ nghĩa tư bản ra đời, lật đổ chế độ phong kiến và loài người đã bắt đầu theo đuổi các giá trị tự do, bình đẳng, bác ái với các mô hình quản trị nhà nước tiên tiến. Theo đó, sự thượng tôn của luật pháp dần dần được đề cao, pháp luật đứng trên tất cả và mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Tác giả tiếp tục phân tích, trong chế độ Cộng sản, mọi điều luật đều xuất phát từ các nghị quyết của đảng. Những câu chữ trong cương lĩnh, điều lệ hoặc nghị quyết của đảng sẽ được đưa vào văn bản quy phạm pháp luật, từ hiến pháp, luật, nghị định, thông tư và xuống tận các văn bản hành chính cấp xã. Trong xã hội tự do, luật pháp nương theo luật tự nhiên bắt nguồn từ tuyên bố rõ ràng trong tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ rằng mọi người sinh ra đều bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Hình ảnh những ông vua đảng Việt Nam. Các quyền đó là quyền tự nhiên của con người, là nền tảng tạo thành các văn bản quan trọng nhất của một quốc gia. Nó ghi nhận nhân phẩm của con người là ngang nhau, bất luận họ là ai và xuất thân như thế nào. Cũng từ đó luật pháp quy định các hành vi ứng xử công bằng. Tác giả cho rằng, trong khi tam quyền phân lập là nguyên tắc cơ bản, là xương sống cho việc tổ chức quyền lực nhà nước tư sản, thì ở chế độ Cộng sản, quyền lực tập trung và thống nhất trong đảng Cộng sản. Đảng đứng ra phân công, phân nhiệm, phối hợp và kiểm soát các nhánh quyền này. Chỉ có đảng mới thực sự là đại diện cho nhà nước, đặt ra pháp luật, thi hành và giải thích luật, loại hoàn toàn vai trò của người dân ra ngoài. Song song với việc ngụy tạo ra một nhà nước của dân, do dân và vì dân, đảng sẽ tiến hành kiểm soát chặt chẽ tư tưởng, quyền tự do ngôn luận, quy hoạch báo chí, đẩy các nhà báo phải tự kiểm duyệt cao độ, lùng bắt và hạn chế tối đa tiếng nói bất đồng trên mọi không gian. Giờ đây, khi dõi mắt nhìn một nhóm người co cụm trên tầng cao, một mặt theo Nho gia rao giảng đạo đức, mặt khác dùng pháp gia để xử nhau quyết liệt, còn thần dân thì chỉ biết đứng ngoài cuộc, tiêu khiển qua ngày. Tác giả dự cảm về một tương lai rất nhọc nhằn cho đất mẹ Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Mô hình đảng trị nhưng tráng men bằng đức trị và pháp trị. Khi Trung Quốc không còn là mối nguy cho thế giới, thì ngày cáo chung của chế độ sẽ đến. Ngày 1 tháng 3, diễn đàn của VOA Tiếng Việt có bài Khi rõ ràng, sòng phẳng, sợ gì là chủ trương đối ngoại của chế độ. Tác giả cho rằng, người Việt sẽ dễ dàng bật cười khi nghe phát biểu tự tán dương của ông Nguyễn Phú Trọng về hiện tình đất nước, như đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Nhưng thật ra, một phần trong lời tán dương ấy là có cơ sở, bởi những ứng xử đầy tính quả quyết, thậm chí ngạo mạn đến mức thiếu nghiêm túc của chế độ đối với cộng đồng quốc tế cho thấy điều ấy. Hình ảnh bài bình luận trên diễn đàn VOA. Tác giả nhắc lại một sự việc mà ông được nghe kể, đó là trong một buổi trao đổi công việc giữa giới ngoại giao quốc tế và Hà Nội, ngay khi vừa nghe nhắc đến vấn đề tù nhân chính trị, thì người đại diện của phía Việt Nam đã cắt ngang và cho rằng chủ đề này sẽ chẳng giải quyết được gì, vui lòng không đề cập đến nữa. Cũng như việc Hà Nội cam kết 8 điểm với Liên Hiệp Quốc vào cuối tháng 12 năm 2023, rằng họ sẽ cải thiện hồ sơ nhân quyền và một số lĩnh vực khác vào cuối năm 1999, tức là 76 năm nữa. Những điều này cho thấy thái độ ngạo mạn, thiếu nghiêm túc của chế độ đối với cộng đồng quốc tế. Tác giả đánh giá, mặc cho sự ứng xử của Việt Nam như thế nào đi nữa, nhưng chính quyền Hoa Kỳ và các đồng minh của họ vẫn một mực giữ thái độ hết sức vuốt ve đối với Hà Nội thông qua một loạt hoạt động đối ngoại trong năm 2023. Tác giả nêu thắc mắc tại sao Việt Nam, một đất nước nghèo nàn, tụt hậu so với thế giới về mọi mặt, không hề chia sẻ những giá trị chung, mang tính phổ quát với thế giới văn minh, thậm chí trái lại còn là một quốc gia độc tài, phản dân chủ, đàn áp nhân quyền, lại được ưu ái trong mối bang giao với các cường quốc phương Tây như thế. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden vào tháng 9 năm 2023. Câu trả lời không quá bí hiểm, tất cả chỉ gói gọn trong một lý do, vì vị thế địa chính trị của Việt Nam quan trọng trong thế cờ bao vây Trung Quốc của Hoa Kỳ và đồng minh. Tác giả phân tích, sự trỗi dậy của Trung Quốc trở thành mối nghi ngại cho hòa bình thế giới, khiến Hoa Kỳ phải xoay trục châu Á. Bắt đầu từ nhiệm kỳ của Tổng thống Obama, bao hàm chiến lược bao vây, khống chế Trung Quốc. Giả sử khi xảy ra một cuộc chiến giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ và đồng minh, thì vô hình trung, Việt Nam trở thành một tiền đồn án ngữ, ngăn chặn quân đội Trung Quốc tràn xuống phía Nam bằng đường bộ. Về phía Đông, nhờ sở hữu ven biển kéo dài, cho nên không cần phải đưa tàu chiến ra biển thì Việt Nam vẫn có khả năng khống chế toàn bộ khu vực biển Đông. Thế nên tác giả nhận định giữ cho Việt Nam không trở thành đồng minh của Trung Quốc, hoặc ít nhất không quá ngã về phía Trung Quốc một khi xảy ra trận chiến, là giải pháp mang tính chất quyết định của bàn cờ thế bao vây Trung Quốc. Làm được điều đó không có cách gì hay hơn là đành phải ve vãn chính quyền Cộng sản Việt Nam, dù biết rõ tình trạng đàn áp nhân quyền của chính quyền Cộng sản hiện tại là không thể chấp nhận. Hình ảnh mối thâm tình giữa Tổng Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tác giả kết luận các thành tựu ngoại giao mà chính quyền Cộng sản đang tự tán dương hoàn toàn xuất phát từ vị thế địa chính trị của Việt Nam mà thôi. Và nguồn gốc của địa chính trị Việt Nam là di sản, là thành quả mở mang bờ cõi của tiền nhân để lại, chứ không phải là công trạng gì của đảng Cộng sản như ông Nguyễn Phú Trọng đang cố ra sức tán dương. Thế nhưng tác giả phân tích, những thỏa thuận khi ký kết chỉ đang tồn tại ở dạng những lời hứa đẹp mắt, bùi tai mà không thực chất, vì không mấy ai tin vào sự thành thật của chính quyền Cộng sản Việt Nam khi luôn chứng kiến mối bang giao thâm tình, nồng ấm trong quan hệ Việt-Trung. Thế nên mối nghi ngại về chính quyền Cộng sản Việt Nam đóng vai con ngựa thành tra là khả năng có thật. Mặt khác, theo tác giả, sự ưu ái mà Hoa Kỳ và đồng minh dành cho chính quyền Cộng sản Việt Nam chỉ có tính giai đoạn. Một khi vấn đề của Trung Quốc được giải quyết, chiến lược bao vây Trung Quốc không còn cần thiết nữa thì mặc nhiên sự ưu ái đó sẽ chấm dứt. Khi đó sự cáo chung của chế độ độc tài là lẽ đương nhiên. Vấn đề còn lại tác giả dự đoán, sự cáo chung ấy đánh dấu bằng biện pháp hòa bình hoặc đổ máu là hoàn toàn tùy thuộc vào tương quan lực lượng giữa các bên và phản ứng của chế độ Cộng sản vào thời điểm ấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Khi Trung Quốc không còn là mối nguy của thế giới, thì ngày cáo chung của chế độ sẽ đến. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube
và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo.d.